Nhìn cái dẹp cánh hoa này, khi chúng chưa nở hết, trông qua khá giống hoa hồng. Tuy nhiên, đây là những bông hoa trà mi tú quý, là một giống trà mi nở quanh năm, hoa rất sai và bền. Bên cạnh mình đây là một cây hoa trà mi tú quý siêu nụ. Các cây chỉ cao khoảng 1 mét thôi, nhưng cũng đang chi chít các nụ và hoa. Trà tú quý như tên gọi là một loại hoa cho hoa quanh năm. Hoa nở rất to, bền. Loại này có hoa màu đỏ đẹp mắt và có thêm nhị vàng ở giữa. Là một dòng trà mi chịu nắng rất tốt. Không những thế, cây còn có thể chịu lạnh. Hoa cho quanh năm, gần như trên cây lúc nào cũng sẽ có hoa và nụ. Mỗi bông hoa nở như thế này, chúng ta có thể chơi được khoảng 2 đến 3 tuần, chúng mới tàn hoàn toàn. Một bông hoa trung bình có đường kính khoảng 7 đến 8 cm, gần bằng lòng bàn tay của chúng ta. Hôm nay cũng đã là ngày 23 tháng 12 âm lịch, cũng chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là Tết Nguyên Đán của nước ta. Những nụ hoa trên cây đã bắt đầu nứt và đang chuẩn bị nở đồng loạt. Các nụ hoa này chúng ta có thể chơi đến qua Tết chúng mới tàn. Một cây chỉ cao khoảng 1 mét như thế này thôi, cũng có đến vài trăm nụ trên mỗi cây. Tất cả cây bên mình đều đang chi chít nụ các bạn nhé, không phải chỉ riêng một cây đâu. Đây là một cây hoa chưa nở hết, cũng đang còn rất nhiều các nụ đã nứt rồi. Chúng sẽ nở rộ và chuẩn Tết Nguyên Đán của nước ta. Không những thế, cây còn cho hoa quanh năm, hoa có màu đỏ đẹp mắt. Màu đỏ còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy tốt, tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc những ngày đầu năm mới. Các cây như thế này thì đều được bên mình trồng thuần chậu rồi. Khi vận chuyển, bên mình cũng sẽ giữ nguyên bầu đất. Như vậy thì khi các bạn nhận cây, cây vẫn đảm bảo không ảnh hưởng đến bầu rễ. Các bạn chỉ cần lên chậu và chơi cây thôi. Là một trong những loại cây phát triển rất chậm, cây trà mi là một cây thân gỗ lâu năm. Cây có tuổi thọ càng cao sẽ càng có giá trị. Nếu Tết này các bạn chưa chọn được những loại cây cho Tết cho gia đình mình năm nay, có thể tham khảo thêm về loại trà mi này. Cây cho hoa sai, chịu nắng nóng và lạnh rất tốt. Đây cũng là một trong số ít các loại hoa nở rộ quanh năm, hoa rất sai, bền, to bằng cả lòng bàn tay của chúng ta. Một cây trà mi tú quý như thế này đã già cây, chúng có tuổi thọ khoảng từ 6 đến 7 năm tuổi. Cây cũng rất ít khi bị sâu bệnh hại, vậy nên khi trồng và chăm sóc, các bạn không cần quá chú tâm đến loại cây này. Hoa cho quanh năm, ít bị sâu bệnh hại, lại dễ trồng, dễ chăm. Các bạn có thể tham khảo thêm về loại cây này để trang trí thêm không gian trong nhà của mình. Ngoài ra, cũng còn khá nhiều loại trà mi khác, như những cây trà mi song hỷ, trà mi ngũ sắc, trà đỏ cung đình, hay là trà hồng thơm, trà bạch cổ và một số loại hoa khác bên mình sẽ giới thiệu với các bạn trong những video sắp tới. Nếu các bạn có yêu thích hoặc là muốn sưu tầm những cây hoa này về cho gia đình mình năm nay, có thể liên hệ với nhà vườn Ngọc Thảo qua số điện thoại 092 391 2111. Bên mình sẽ hỗ trợ các bạn chọn cây cũng như tư vấn các bạn cách trồng và cách chăm sóc.